Xin chào tất cả các em học sinh. Cô chào Quốc Nam nha. Ban nãy vừa mới thấy Quốc Nam inbox rồi. Vừa mới thấy Quốc Nam comment. Thế đã kịp nhìn thấy tài liệu ở đâu chưa Quốc Nam ơi? Đùa cô đúng không? Trêu cô là hỏi tài liệu ở đâu đúng không? Thì các em ơi nhá, trước khi like thì cô có tải tài liệu ở trên fanpage ấy. Cô tải tài liệu ở trên fanpage ấy, được chưa nhỉ? Rồi. Cô chào ra trường nha. À, Quốc Nam thấy rồi. Lưu ý nhá, đó là trước mỗi buổi live, dù là live ngoài fanpage hay live ngoài group kín thì cô đều có đăng tài liệu. Và nếu như là live ở ngoài fanpage thì cô sẽ đăng tài liệu ở trên fanpage, được chưa? Thế còn live ở trong group kín thì cô sẽ đăng tài liệu lên trên group kín nhá. Trước buổi live chúng ta đều có tài liệu mà, được chưa? Cô kiểm tra âm lượng một xíu, các em đã nghe thấy cô nói chưa nhở? Rồi, gọi thêm các bạn vào học nào các em ơi. Bởi vì hôm nay thì cô thấy là có một số bạn thì có nhắn tin cho cô rằng là cô ơi, hôm nay em phải đi nhận lớp ở trên trường. Do đó là em sẽ về em xem lại. Đó. Vậy thì hôm nay có bạn nào phải đi nhận lớp ở trên trường không nhỉ? Có bạn nào hôm nay tí nữa phải đi nhận lớp ở trên trường không? Rồi, cô chào Huyền, chào Diễm Xuân, chào Kim Thiện, cô chào Minh Phượng nha. Chào tất cả các em. Rồi, chào Đặng Thị Hảo. Cô chào Việt. Có bạn nào hôm nay mới xem like của cô Huyền lần đầu tiên không nhỉ? Comment vào đây để cô Huyền nhận dạng xem nào. Có bạn nào hôm nay mới xem lần đầu không? Cô chào Sinh Hùng. Em ơi, gọi thêm các bạn vào để chúng ta chuẩn bị học nào. Có bạn nào hôm nay mới xem like của cô Huyền lần đầu tiên không? Comment vào đây cô xem nào. Rồi cô chào Đặng Hải nhá. Cô chào Đặng Hải. Các em ấy nhớ like và share nhá. Chia sẻ gọi thêm các bạn vào học cho vui nha. Đặng Hải em xem lần đầu nè cô. Cô thấy Đặng Hải quen lắm rồi mà vẫn là mới xem lần đầu à? Rồi. Quốc Nam, bài hôm nay khó không cô? Hỏi thế thì cô trả lời sao được? Khó với bạn này nhưng mà dễ với bạn khác. Khó hay dễ là tự mỗi người cảm nhận chứ, đúng không? Bài này có thể là bạn này thấy dễ nhưng mà bạn kia thấy khó, đúng không? Rồi, gọi các bạn vào học đi nào các em ơi. Nguyễn Sinh Hùng, bài nào chả khó mắc khó cũng phải có bài dễ bài khó chứ, đúng không nhỉ? Quốc Nam, em xem lần đầu đây cô. Trời ơi, con lươn Quốc Nam này bao nhiêu cân vậy? Xem bao nhiêu ngày rồi, hôm nay comment là cô em xem lần đầu. Thật không thể tin nổi. Ok, nhớ like và share cho cô nha. Chúng nó xem thầy Lộc dạy phụ hồ, chúng nó share gớm lắm mà xem cô Huyền dạy hóa chẳng thấy share gì cả. Rồi. Thế thì trong buổi học ngày hôm nay nhá, thì cô sẽ cùng các em ôn tập lại một chút về sự điện ly cũng như là pH và dung dịch, được chưa? Không biết là ở đây có bạn nào đã học xong chương 1 rồi không nhỉ? Comment cô Huyền xem nào. Đã có bạn nào đã học xong chương 1 rồi?
Sinh hùng em cũng xem lần đầu mà cô bỏ qua comment em luôn. Trời ơi, chưa đọc đến chứ không phải là bỏ qua nhá. Thì lưu ý với các em này, đó là cô Huyền có lớp học trong group kín cho 2K5 nhá. Lớp học trong group kín. Và đặc biệt là lớp học trong group kín này thì cô Huyền vẫn đang tuyển sinh. Đang tuyển sinh. Hiện tại thì lớp học trong group kín này mới học được một buổi ở trong group kín thôi các em nhé. Và cô Huyền vẫn đang tuyển sinh này. Và từ ngày hôm nay cho đến ngày 30 tháng 8 này, từ 25 tháng 8 cho đến 30 tháng 8 thì cô Huyền hỗ trợ mùa dịch cũng như là chào mừng năm học mới thì hỗ trợ chỉ còn 800.000 trên một năm nhá. Tức là bạn nào mà đăng ký một năm thì chỉ còn 800.000, được chưa? Đăng ký học cùng cô Huyền trong group kín chỉ còn 800.000 một năm nhá. Chương trình này áp dụng từ ngày 25 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 8 thôi nhá. Đó là chào mừng năm học mới kèm hỗ trợ mùa dịch, được chưa? Ngoài ra thì các em ơi, quyền lợi của các bạn khi mà học trong group kín là như thế nào? Thì các em lưu ý nhá, sẽ có nhóm chat này, nhắc nhở học tập này, cũng như là sẽ có tài liệu này. Đó, quyền lợi của các bạn nhá, một số bạn chưa nắm được quyền lợi này. Thứ nhất là cô sẽ phải kể đến là các video sẽ được lưu để xem lại khi cần này. Khi cần, đó. Đây là quyền lợi thứ nhất này. Quyền lợi thứ hai phải kể đến đó là có nhóm chat này để trao đổi kiến thức học tập này. Nhóm chat của 2K5 thì hiền lành hơn 2K4 rất là nhiều. Cô thấy rất là hiền này. Đó. Tiếp theo nữa là gì? Chúng ta sẽ được tặng tài liệu nhá. Tài liệu học này. Ngoài ra thì cô Huyền còn tặng các bạn quà tặng đó là khóa quay bảng. Khóa quay bảng. Khóa quay bảng gồm cái gì? Gồm full lý thuyết. Lý thuyết các bài học trong sách giáo khoa đấy, kèm theo các dạng bài trọng tâm. Các dạng bài trọng tâm. Đó. Tặng kèm luôn, cô Huyền tặng kèm luôn khóa quay bảng cho các bạn. Được chưa? Đấy, và cái khóa quay bảng này thì nó là gần 70 video nhé các em. Gần 70 video cô Huyền quay bảng chắt chiu từng tí một vào đây nhá. Và các bạn thấy này, đăng ký học cùng cô Huyền chỉ có 800.000 một năm. Mà quyền lợi của các bạn nhá, thì cô Huyền lưu ý với các bạn đó là quyền lợi. Cô Huyền đảm bảo quyền lợi cho các bạn, được chưa? Đó. Rồi, thế thì các bạn đã nắm sơ lược được một chút về cái khóa học trong group kín của cô Huyền chưa nhỉ? Thế nhiều bạn bảo cô ơi, em không biết là khi mà đăng ký học ấy thì inbox vào đâu. Thì lưu ý nhá, đăng ký học thì các em inbox trực tiếp fanpage live. Đây, trực tiếp fanpage live. Cô Huyền Hóa chuyên luyện thi đại học 10, 11, 12. Đó. Trực tiếp vào fanpage, được chưa? Ngoài ra thì các em có thể inbox trực tiếp Facebook của cô hoặc là hai chị trợ giảng Lê Nga Việt Sách, Thanh Thúy Việt Sách để được hỗ trợ nhá. Chú ý, đó là các em đăng ký học. Inbox trực tiếp pet line. Được chưa? Inbox trực tiếp pet line để được cô cũng như là các chị trợ giảng hỗ trợ nhá. Rồi, Quốc Nam học tới HNO3 rồi à? Đó, nhanh ghê. Rồi. Chị Lê Nga Việt Sách đang comment ở dưới đấy. Chị Lê Nga Việt Sách là chị trợ giảng. Đấy, chị đã comment ở phía dưới nhá. Các em quan tâm đăng ký học thì inbox trực tiếp chị Lê Nga nha.
Thuốc nam tổng hợp ammoniac em bị yếu quá cô ạ. À. Rồi vào group kín cô Huyền tư vấn, à cô Huyền bổ trợ từng ly từng tí một nhá. Yếu cũng thành tiến bộ nha. Rồi cô chào Ngọc Tuân. Rồi Nguyễn Sinh Hùng, bây giờ chuyển sang viết tiếng Hàn à hay tiếng Nhật đấy. Rồi, cảm ơn Quốc Nam nhá. Nguyễn Sinh Hùng ơ mà cô ơi, có hai bài nó ghi là đang cập nhật là sao cô? Hai bài ở trên website phải không? Nguyễn Sinh Hùng. Hai bài đó là hai bài ở cuối học kỳ 2 à, đang dựng nên là ghi là đang cập nhật nhá. Rồi, Nguyễn Sinh Hùng có thể inbox trực tiếp chị Lê Nga Việt Sách để hỏi nhá. Rồi, cô ơi like xong có ẩn hay xóa like không cô? Ừ, like xong mà các bạn không like, không chia sẻ cho cô Huyền thì chắc chắn là cô Huyền sẽ xóa like đi rồi. Bởi vì là hiện tại bây giờ cô thấy rất đông bạn xem nhưng mà mới có 13 lượt thích thôi. Vậy nếu như mà lượt thích hay là lượt share mà nó tỷ lệ nghịch với lượng mắt xem nhiều như vậy thì chắc là cô Huyền like xong cô Huyền sẽ xóa like nhá. Rồi. Mình bắt đầu vào học được chưa nhở các em ơi? Phần tính pH bây giờ các bạn đã trơn tru chưa? Hay là vẫn còn đang lúng túng? Lớp học trong group kín của cô Huyền thì đang ôn rất kỹ phần tính pH nhá. Đang ôn tính pH này. Đang hôm trước thì buổi học là tính pH của dung dịch sau pha trộn. Còn thứ bảy tới này thì trong group kín sẽ học về tính pH sau khi pha loãng, được chưa nhỉ? Rồi, sẵn sàng học được chưa? Cô chưa thấy các comment sẵn sàng ở đây. Nào, sẵn sàng chưa nhỉ các em ơi? Sẵn sàng rồi thì hãy comment vào đây là em đã sẵn sàng để cô biết rằng là chúng ta đã sẵn sàng học nào. Rồi cô thấy Trần Thị Phượng Linh đã sẵn sàng. Rồi chào Trần Thị Phượng Linh nha. Thế còn các bạn khác thì sao? Đã sẵn sàng chưa nhở? Ok, cô đã thấy các bạn comment là đã sẵn sàng. Lụm đi cô. Rồi. Ok nha. Luật hôm nay không phải đi đâu à? Anh Luật mà vào đây bảo mấy cái này khó thế cô là anh Luật điêu rồi. Nào, câu số 1 nào các em ơi. Ôn lại một xíu về bài đầu tiên. Sự điện ly. Nào, dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện? Câu số 1. Cô chào Trinh Ngọc nha. Rồi Hà Duy Hoàng đã sẵn sàng. Ok, Nguyễn Duy 1D. Rồi. À, Trinh Ngọc hôm nay thông báo trễ à? Tức là cô like được một lúc rồi các em mới thấy thông báo à? Rồi, cô đã thấy các bạn comment Nguyễn Sinh Hùng 1B, Quốc Nam 1 một bờ, rồi một bờ. Lê Nga 1B, Hoàng Hợi 1B. Rồi, có vẻ như là các bạn đều chọn là B đúng không? Bạn nào có bạn nào chọn D không? Vừa cô thấy có một bạn chọn D nhá. Rồi và cô Huyền vẫn bảo các bạn là gì? Học hóa cô Huyền là mặt cứ phải dày lên. Mặt chưa dày là chưa phải học sinh cô Huyền nhá. Mặt dày ở đây là như thế nào? Mạnh dạn comment, sai thì sửa, đúng không? Không việc gì mà phải ngại rằng là em sợ sai lắm, trời ơi cô em sợ sai lắm, không dám comment đâu, các bạn cười. Trời ơi, hôm nay các bạn cười mình, mai mình cười lại nó chứ sợ cái quái gì. Nào, câu số 1 các em ơi. Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện? Thì nhớ nhá. Các dung dịch có khả năng dẫn điện đó là gì? Dung dịch axit. Đó, dung dịch bazơ. Hoặc là dung dịch muối. Và nhớ giúp cô là gì? Sở dĩ các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn được điện là do trong dung dịch của nó có các
phần tử mang điện tích chuyển động tự do gọi là các ion, được chưa? Vậy ở đây nhìn thấy ngay có đáp án B, dung dịch muối ăn. Vậy thì là B thôi chứ còn là gì nữa đúng không các em? Đó, dung dịch có khả năng dẫn điện, vậy xác định được luôn, dung dịch muối ăn nhá. Ổn chưa? Câu số 1. Ok luôn nhá. Cô thấy Minh Nhật hả? 1B phải không? Đúng rồi, B nhá. Thôi Luật ơi, ai kèm mình với các bạn ấy, Luật chả đang đi kèm các bạn mà lại phải comment vào đây như thế. Trần Thị Bảo Linh 1B chuẩn rồi. Nguyễn Duy xóa bình luận. Trời ơi, không phải xóa bình luận nha. Cô Huyền bảo rồi. Bạn nào mà comment xong xóa bình luận là chưa phải học sinh cô Huyền rồi. Học sinh cô Huyền là comment sai không bao giờ xóa bình luận. Mặt phải dày lên. Chưa dày chưa phải học sinh cô Huyền rồi. Nào, câu số 2 đi nào các em ơi. Câu số 2 nha. Ồ, các em ơi kết bạn với anh Luật đi, anh Luật pro lắm. Toàn làm bài vận dụng cao không thôi à. Mấy bài vận dụng không cao anh Luật anh có thèm làm đâu, phải không? Rồi. Câu số 2 cô thấy Nguyễn Sinh Hùng 2A, Trần Thị Bảo Linh 2A. Vẫn đang chờ các bạn comment này. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được? Chú ý nha, từ khóa quan trọng. Cô vẫn bảo các bạn là gì? Đi thi. Bước 1, từ khóa quan trọng, gạch chân khoanh lại, được chưa? Đó, bước thứ hai, với các bài tập tính toán phức tạp, chưa có nhìn ra hướng giải, tóm tắt dưới dạng sơ đồ. Đấy, bước 3, trong sơ đồ đấy, cái gì thiếu tìm hết ra. Bước 4, khoanh đáp án, thế là xong. Đấy, học khóa cô Huyền nhẹ nhàng lắm. Cô Huyền chẳng mắng bao giờ. Nào, câu số 2 nào các em ơi. Comment tiếp nào. Rồi, Quốc Nam 2A. Luật Secret à? Mình phát âm tiếng Anh hơi kém. Rồi, Luật nay ngồi nhà làm mấy câu este vận dụng thấp mà trầm cảm. Rồi trầm cảm thì đi vào đây học cùng với các em cho tinh thần nó phấn khởi, nó lên cao nhá. Rồi tí lại làm tiếp. Hà Duy Hoàng 2A, Nini 2A. Trần Thị Bảo Linh, cô quên em chưa? Làm sao mà quên được em cơ chứ? Quên em sao được? Trừ khi có mất trí nhớ mới quên Bảo Linh nha. Rồi đợi cô tắt cái loa đi đã. Ok. Misa Nguyễn 2A, rồi. Hà Duy Hoàng 2A, Nguyễn Sinh Hùng u là trời, em toàn làm bài nhận biết thôi á cô, không phải nhận biết em bỏ. Cô làm thì phải làm tất cả các bài chứ, làm toàn bài nhận biết là thế nào? Rồi. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được? Phần lớn các bạn chọn A đúng không? Thì lưu ý này, ở đây các em nhìn nhá. Trong bốn đáp án, bạn nào mà chưa hình dung ra thì các bạn nhìn này. Đều là trong dung môi nước là ba đáp án B, C, D. Thế còn cái trường hợp A là trong dung môi benzen. Vậy thì ở đây chúng ta thấy này, HCl trong C6H6 và C6H6 ở đây cho là benzen rồi. Thì benzen là dung môi không phân cực. Do đó, dung dịch HCl trong benzen không dẫn được điện nha. Do là nó không phân ly được sang ion, được chưa? Rồi như vậy câu số 2 ổn, 2A không thấy bạn nào sai, tốt rồi. Tiếp theo đến câu số 3. Chất nào sau đây không dẫn điện được? Đó, khoanh lại. Từ khóa quan trọng là phải khoanh lại, kẻo đi thi hấp tấp. Mắt trái nó lại sọ sang mắt phải. Xong rồi là đến lúc khoanh lại khoanh lộn, được chưa? Nên cô bảo đấy, từ khóa quan trọng là cứ khoanh lại nha. Trần Thị Phượng Linh 3A, Quốc Nam 3A, sai em đi ngủ. Rồi. Ngoài ra thì cô thấy các bạn như là Hoàng Hợi, Trần Thị Bảo Linh, Huyền, Sinh Hùng, Cảnh Huỳnh đều là 3A. Thì ở đây các em lưu ý nhé, ngoài các dung dịch axit bazơ và các dung dịch muối thì một số chất nóng chảy cũng dẫn được điện nhá. Lưu ý đó là gì? Ngoài các dung dịch axit bazơ và muối mà chúng ta đã liệt kê ở câu số 1 thì nhắc lại một chút lý thuyết cho chúng ta, đó là gì?
Một số chất nóng chảy. Chất nóng chảy cũng dẫn điện. Đó. Như vậy ở đây đề hỏi là chất nào không dẫn điện? Vậy thì canxi clorua nóng chảy mình loại rồi. Natri hydroxit nóng chảy loại, HBr hòa tan trong nước dung dịch axit đúng không? Dẫn điện, vậy loại D. Do đó ở đây sẽ là A. Đấy, ôn lại một tí xem là học một số bạn bảo là học đến chương 2 rồi thì xem kiến thức chương 1 quên hết chưa? Đấy, hay là một số bạn bảo em bây giờ đang học phản ứng trao đổi thì xem là kiến thức của bài 1 đã quên hết chưa? Nào, câu số 4. Dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện ly mạnh? Đó, từ khóa quan trọng gạch chân. Chất điện ly mạnh. Câu số 4 nào các em ơi. Rồi. Nguyễn Sinh Hùng thi xong lé luôn con mắt. Trời, nghe gì mà ghê. Luật mấy bạn 2K5 ghê quá, năm sau mà thi lại chắc bị vùi chết. Trời ơi, Luật ơi, 2K4 nhá, thì cố mà thi đỗ trong năm nay đi nha. 2K5 năm nay mạnh lắm. Các em học hơi bị chăm luôn. Cô thấy là lớp học trong group kín của cô Huyền 2K5 còn chăm hơn cả 2K4 luôn ấy. Siêng cực kỳ luôn. Rồi. Quốc Nam, 4D sai cưới vợ. Trời ơi, anh Nam ơi là anh Nam. Mới có bao nhiêu tuổi đã đủ tuổi lấy vợ đâu? Sao lại lấy cái chuyện lấy vợ ra làm trò đùa? Anh Nam này phạt bây giờ. Cảnh Huỳnh 4D, Nguyễn Sinh Hùng 4D, Huyền 4D. Như vậy câu số 4 thì cô thấy các bạn đều chọn đáp án ở đây là đáp án D. Thế thì mình cùng phân tích này. Các chất trong nước đều là chất điện ly mạnh. Thì các em nhớ nhá, chất điện ly mạnh là gì? Các chất khi tan trong nước phân ly hoàn toàn ra ion. Và các chất điện ly mạnh thì bao gồm axit mạnh. Axit mạnh này. Chú ý nhá, học cô Huyền là học đến đâu cô Huyền tái hiện lại kiến thức cũ cho các bạn đến đấy nhá. Học đến đâu là nhớ đến đấy luôn nhá. Và hiện tại đăng ký học cùng cô Huyền trong group kín nhá, đang hỗ trợ mùa dịch còn có 800.000 một năm thôi. Không có đăng ký là tiếc hùi hụi nha. Chương trình này chỉ có kéo dài từ hôm nay cho đến ngày 30 tháng 8 thôi nhá. Rồi, axit mạnh này, bazơ mạnh và gì nữa? Có nhớ không? Comment vào đây cô xem nào. Trinh Ngọc, khi nào cô like 2K4 vậy cô? Ngày mai thì 2K4 like group kín. Và thứ 6 thì cô sẽ like ngoài fanpage cho 2K4 nhá. Cô có đăng lịch ấy, nhưng mà thứ 2 với thứ 3 thì cô có chút việc riêng. Do đó là cô không có like vào thứ 2 với thứ 3. Đó, hôm nay cô mới bắt đầu like ở ngoài fanpage. Hôm nay là thứ 4 đúng không? Đó, axit mạnh, bazơ mạnh. Và cái gì nữa nhờ các em? Nào, Sinh Hùng ơi, làm gì có muối mạnh? Và hầu hết các muối. Đấy, cố gắng là mình học đến đâu mình nhớ đến đấy nhá. Và khi like ngoài fanpage hỗ trợ cho các bạn này thì cô Huyền cũng đều tái hiện lại các kiến thức cũ cho các bạn. Thế thì các em nhìn thấy ngay, trường hợp D chọn quá đi chứ. H2SO4 axit mạnh. Đó. Magie clorua, nhôm sunfat ở đây đều là các muối và cụ thể nó còn là các muối tan nữa đúng không các em? Thế còn bari hydroxit đây là bazơ mạnh. Đó. Ở đây cô sẽ không ghi vào đây nữa nhá, vì nó hơi chật chội, axit mạnh này, muối này, bazơ mạnh. Đấy, được chưa? Vậy thì câu số 4 là D rồi. Tiếp tục đến câu số 5 nào các em. Hôm nay mình có 15 câu nhá. Mình đi đến câu số 5 là mình đi qua được 1 phần 3 chặng đường rồi đấy. Câu số 5 nào. Câu số 5 nào các em ơi. Huỳnh Hưng đăng ký vậy có file đề và video xem lại không cô? Có chứ Hưng ơi. Sẽ có file đề này, link tổng hợp các video đã like này,
Ngoài ra thì các bạn đăng ký còn được cô Huyền tặng khóa quay bảng gồm gần 70 video full lý thuyết và các dạng bài nhá. Bởi vì có những bạn là làm sao các bạn rảnh thời gian, các bạn tự học đến phần axit nitric rồi chẳng hạn. Do đó là cô đã có sẵn video quay bảng để các bạn vừa song song học quay bảng, vừa song song học live nhé các em nhé. Được chưa? Thôi. Ok chưa nhở? Câu số 5 nào, comment đáp án nào. Cô chưa thấy bạn nào comment đáp án câu số 5. Rồi Quốc Nam 5 cờ, Hoàng Hợi 5C, Nguyễn Minh Hiếu 5C. Rồi. Và các em ơi chú ý là like fanpage, nhá. Like fanpage cô Huyền Hóa chuyên luyện thi đại học 10, 11, 12 ấy. Các tài liệu mà cô Huyền tặng các bạn 2K4, 2K5 hay 2K6, nói chung là các tài liệu cô Huyền tặng các bạn nhé, thì cô Huyền đều đăng trên fanpage đó. Nên là các bạn lên fanpage rất nhiều bài tập. Hiện tại bây giờ thì cô đang tập trung live chương 1, do đó là cô tặng các bạn tài liệu full luôn chương 1. Đấy. Rồi. Câu số 5 nào. Các chất điện ly yếu thì các em chú ý nhé, chất điện ly yếu. Nhớ chất điện ly yếu thì gồm có những gì đây? Nhớ lại nha. Axit yếu, bazơ yếu, một chất mà rất nhiều bạn hay bỏ quên, nước. Nước là chất điện ly yếu đúng không? Học bài sự phân ly của nước pH và chất chỉ thị axit bazơ rồi đúng không nhở? Và ngoài ra nhá, một số muối. Và một số muối giống như bạn Đặng Nam, bạn ấy vừa comment ở phía dưới. À cô xin lỗi nhé, bạn Quốc Nam, được chưa? Bạn Quốc Nam bạn comment ở phía dưới đấy. Một số muối như là thủy ngân 2 clorua, đó thủy ngân 2 cyanua. Đấy. Hay là đồng 1 clorua bạn Quốc Nam bạn comment đấy, được chưa? Thế thì các em nhìn nhá, trong số các chất này này, trường hợp A ở đây mình sẽ loại đồng 2 sulfat rồi. B ở đây cũng loại đồng 2 sulfat. D ở đây mình loại cả natri clorua và đồng 2 sulfat bởi vì là chất điện ly mạnh. Đề bài hỏi là chất điện ly yếu cơ. Vậy thì câu số 5 này đáp án của chúng ta ở đây chính là đáp án C. Câu số 5 chọn C nhé các em. Được chưa? Rồi. Nguyễn Minh Hiếu, cô em xin tài liệu HNO3. Cô thấy có một số bạn hỏi tài liệu về chương 2 nhá, thì cô sẽ thu xếp để đăng tài liệu chương 2 lên trên fanpage cho các bạn. Nhớ follow fanpage. Đây fanpage đây, link fanpage. Đây cũng chính là page like luôn này. Link fanpage nhá. Đây, fanpage của cô Huyền Hóa chuyên luyện thi đại học 10, 11, 12 cũng chính là page like luôn đấy các em. Và các bạn đăng ký học nhá. Đăng ký học thì inbox trực tiếp fanpage cô Huyền Hóa chuyên luyện thi đại học 10, 11, 12 này nhá. Để cô cũng như là các chị trợ giảng tư vấn hỗ trợ nha. Đấy hôm trước có bạn hỏi cô là cô ơi, comment trực tiếp khi câu like là cô ơi, khi mà đăng ký học thì inbox fanpage là page nào? Chính là page like luôn nhé các em. Được chưa? Rồi. Câu số 6. Nào Sinh Hùng ơi, không có cái khái niệm là muối yếu hay là muối mạnh, không có khái niệm muối yếu, muối mạnh đâu. Trời ơi. Rồi. Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Hợi, Cảnh Huỳnh 6C. Nguyễn Minh Hiếu không biết thì chọn C. Không hiểu sao mà cô thấy nhá, rất nhiều bạn cứ comment là câu nào không biết thì chọn C. Tức là cô Huyền cũng bắt chước luôn. Nói luôn câu nào không biết thì ta chọn C. Trời ơi. Không biết là nguồn gốc ở đâu. Giống như kiểu hôm trước các bạn inbox cho cô là cô Huyền ơi, cô xem thầy Lục Phụ Hồ chưa? Cô không, cô có biết thầy đâu. Thế là chúng nó ùn ùn chúng nó gửi link cô ơi, cô ốm cô ở nhà cô xem thầy này vui lắm. Là mình cũng đi lên xem. Đấy, công nhận là mấy hôm không like không gặp học sinh đúng là buồn, vô cùng tận. Đấy. Đời học sinh thì chỉ có một lần đúng không? Nhưng mà thông qua việc là like cho các em thì cô Huyền cảm thấy là mình được sống lại với thời học sinh luôn. Rồi cảm ơn các em học sinh của cô Huyền rất là nhiều nha.
Câu số 6 nha các em. À rồi, Nguyễn Sinh Hùng em chế ra. Trời ơi, chế ra. Chịu Sinh Hùng luôn ấy. Phạm Hạ 6C, Nhật An 6C, Thanh Trần, My Sa Nguyễn 6C. Thì cô Huyền vẫn bảo các bạn nha, khi mà mình học ấy, mình cố gắng mình phải phân tích ra là vì sao mình chọn đáp án này, vì sao mình chọn đáp án này mà không chọn đáp án kia. Đấy, thế thì dần dần các bạn mới nhớ lâu, học rồi mình mới hiểu được đúng không? Chứ không được comment theo phong trào nha, thấy đứa trên chọn C, đứa dưới chọn C, đứa dưới nữa cũng chọn C, mình cũng chọn C, thế là không được, mình phải phân tích nha. Thế đây các em nhìn này, phương trình điện ly nào dưới đây viết không đúng? Viết không đúng hay là viết sai đấy, đúng không? Thì các em để ý này, trường hợp A, HCl, chất điện ly mạnh, phân ly hoàn toàn ra H cộng và Cl trừ. Đúng rồi, vậy thì không chọn, chọn cái sai cơ mà. Trường hợp B, axit acetic, axit yếu, chất điện ly yếu, phân ly không hoàn toàn, do đó là mũi tên ở đây là thuận nghịch đúng không? Ra anion acetat là CH3, CO trừ và H cộng. Rồi, vậy B cũng không chọn. Ở đây là C rồi. Tại sao là C? Bởi vì axit phosphoric là chất điện ly yếu nha. Mũi tên ở đây là phải thuận nghịch. Được chưa? Và bạn nào mà đã học trước chương trình mà đã học sang đến phần axit phosphoric ấy thì sẽ biết là đây là axit trung bình và là axit banắc nha. Đấy. Axit có độ mạnh trung bình. Được chưa? Nó hơi thiếu chỗ nên cô sẽ ghi ở đây là TB nhá. Và nó là axit banắc. Được chưa? Nhớ lại một xíu nha. Học đến đâu cô Huyền tái hiện lại kiến thức cũ đến đấy cho các bạn. Đảm bảo học đâu nhớ đấy. Mà học rồi nhớ mãi nha. Câu số 7 nào các em ơi, câu số 7. Rồi, Quốc Nam. Cô không đọc comment của em nên em sẽ khóc. Rồi, con hổ khóc hu hu này. Rồi, cô thấy rồi. 6C axit banắc phân ly từng nấc rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều bạn comment thế thì nó bị trôi một xíu. Bạn nào mà thấy nó bị trôi chưa thấy cô đọc nhá. Thì comment đi, comment lại vài lần là đảm bảo cô Huyền thấy ngay, được chưa nhở? Rồi. Thôi nào. Tiếp tục với câu số 8, à câu số 7 nào các em ơi. Bơ gì tầm này? Bơ đâu mà bơ, cô Huyền đã bơ được tí nào? Trời ơi. Câu số 7, câu số 7, câu số 7, Hoàng Giang 7B. Nào cứ mãi nói chuyện nhá, mà không chịu comment đáp án là phạt đấy nha. Rồi, Huyền Phạm Hạ 7B, Mi Sa Nguyễn 7B, Nguyễn Sinh Hùng 7B. Phương trình điện ly nào dưới đây viết đúng? Lần này là viết đúng nha, lần trên là không đúng, lần dưới là đúng. Đứa nào mà không tinh ý đọc lộn đề bài là đảm bảo luôn. Được chưa? Câu số 7. Thế thì các bạn nhìn này. Trường hợp A. Đây không thể là mũi tên hai chiều đúng không? Ở khi học cô Huyền vẫn nói đấy, cái nấc thứ hai của axit sulfuric, hằng số điện ly của nó là 10 mũ trừ 1,99 đúng không? Ca2 của nó là 10 mũ trừ 1,99. Tuy nhiên chúng ta vẫn coi hai nấc là phân ly hoàn toàn, được chưa? Đó, do vậy là cái trường hợp A chúng ta sẽ loại, được chưa? Tiếp theo đến trường hợp B, axit carbonic, axit yếu, phân ly không hoàn toàn ra H cộng và HCO3 trừ ở nấc 1, chuẩn rồi, được chưa? Thế còn trường hợp C này cũng sai bởi vì đây làm sao? Axit yếu không thể phân ly hoàn toàn được đúng không? Nó là chất điện ly yếu mà. Thế trường hợp D sai bởi vì đây là chất điện ly mạnh nhá. Đó, như vậy câu số 7 mình chọn B rồi đúng không các em? Ok, câu số 7 chọn B. Duyệt. Cảnh Huỳnh Phạm Hạ Trần Phượng Linh 7B chuẩn rồi. Tiếp theo với câu số 8. Câu số 8 này nhá. Xem là bao nhiêu bạn đúng. Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch. Câu số 8 nào các em ơi. Câu số 8.
Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch đây các em ơi? Comment đi cô Huyền xem nào. Đang chờ các bạn comment câu này, nghĩ kỹ một chút nha. Câu này cô Huyền đã từng hỏi một lần ở trên fanpage rồi đấy, nhưng không biết là các bạn còn nhớ không. Đó, cái câu số 8 này là cô Huyền đã từng hỏi một lần ở trên fanpage nha. Comment đi cô xem nào. Bây giờ thấy này, bạn thì B, bạn thì C, nghe có vẻ căng đây. Trắc nghiệm một lựa chọn thì chỉ có một đáp án đúng, mà bây giờ đứa thì chọn B, đứa thì chọn C rồi. Rồi, ở đây đã thấy Quốc Nam rồi, ok, Quốc Nam đã giải thích. À, Quốc Nam bảo nhớ câu này bởi vì cô đã từng chữa một lần ngoài fanpage đúng không? Ok, câu số 8 nhá, các em ơi tập trung vào câu số 8 này. Câu số 8 nhá, thật tập trung này. Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch? Thì cô Huyền vẫn phân tích cho các bạn là gì? Để các ion này có thể tồn tại được đồng thời trong một dung dịch thì nó phải thỏa mãn các điều kiện nhá. Nó phải thỏa mãn. Bây giờ nó hơi bị thiếu chỗ, tại vì giãn cách không có đi mua được giấy nên cô Huyền in giấy tiết kiệm, được chưa? À, thỏa mãn các điều kiện sau. Điều kiện đầu tiên phải kể đến đó là gì? Các ion không tác dụng với nhau để tạo ra chất mới. Và cái tiếp theo đó là gì? Tổng số mol điện tích dương phải bằng tổng số mol điện tích âm, được chưa? Ví dụ một dung dịch mà chỉ toàn các ion dương thì cũng không được, không tồn tại được đấy. Hay là một dung dịch mà chỉ toàn các ion âm cũng không được nhá. Nó phải thỏa mãn hai điều kiện là các ion không tác dụng với nhau để tạo ra chất mới, và tổng số mol điện tích dương phải bằng tổng số mol điện tích âm. Thế thì các em nhìn nhá, trong bốn cái trường hợp này thì trường hợp nào cũng có âm có dương rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét xem là cái trường hợp số 1 này nó có thỏa mãn hay không thôi. Thì các em nhìn nhá, trường hợp A này. Nhìn vào đây sẽ thấy loại này. Nhìn sơ qua một lượt thì đã thấy cặp này đã kết hợp được với nhau rồi. HC3- và OH- có thể kết hợp được với nhau rồi nhá. Sẽ loại. Đây. HCO3- mà kết hợp với OH- thì sẽ được CO3 2 trừ và nước nhá. Nhìn thấy một cặp kết hợp được với nhau tạo ra chất mới là ta đã loại luôn rồi, chưa cần phải xét đến cái cặp khác, được chưa? Tiếp theo các em này. Tiếp theo nhá. Trường hợp D. Đây, cô nhầm, cô khoanh trường hợp D là loại. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy là cái anh Cu2 cộng này nó kết hợp được với OH trừ, nó tạo thành kết tủa CuOH tất cả hai lần. Đây, Cu2 cộng kết hợp với OH trừ để tạo ra CuOH tất cả hai lần là kết tủa. Loại luôn anh D rồi. Bây giờ còn B còn C thôi. Thì các bạn đã chốt được là đáp án nào chưa? Chốt được chưa? Rồi. Quốc Nam.
Tồn tại bằng không phản ứng, ví dụ hai bạn không đánh lộn với nhau, thầy cô mới cho hai bạn ngồi kế nhau. Đúng rồi, phải không đánh lộn với nhau thì mới cho ngồi với nhau đúng không? Chứ mà bây giờ các bạn đánh nhau làm ảnh hưởng đến việc học thì làm sao mà cho các bạn ngồi với nhau được đúng không nhỉ? Rồi, thì tiếp nhá. Các em nhìn này, trường hợp C ở đây nhá. Loại, C loại. Bởi vì sao? Bởi vì xảy ra như sau này. Fe2 cộng có thể kết hợp với H cộng và NO3 trừ. Đưa lên Fe3 cộng giải phóng khí và nước nhá. Về cân bằng thì ở đây cô chưa cân bằng. Bởi vì là các bạn chưa học đến, cô chưa like đến chương 2 nên là cô chưa cân bằng cho các bạn. Nhá, bạn nào mà đã học đến chương 2 rồi thì các bạn về tự cân bằng cái phương trình hóa học này nhá. Do đó ở đây mình loại C mà sẽ là D, à sẽ là B nhá. Loại C mà sẽ là B, được chưa? Chú ý nhá. Trong dung dịch H cộng và NO3 trừ này. Dung dịch mà chứa cả H cộng và NO3 trừ nhá thì nó giống như là dung dịch axit nitric đấy, được chưa? Đấy. Dung dịch mà nó chứa đồng thời hai ion này, chúng ta coi như là dung dịch này có chứa axit nitric, được chưa? Đấy. Để thuận lợi cho việc làm bài tập, được chưa? Như vậy ở đây câu số 8 là B nhé các em, là B nhé. Rồi. Bây giờ đến câu số 9 nào các em ơi. Dãy gồm các chất vừa tan trong HCl vừa tan trong NaOH. Nào, dãy gồm những chất nào nhỉ? Nguyễn Minh Hiếu, 2K4 like tới amino acid chưa cô ơi? 2K4 mới like đến amin, chưa sang amino acid nha Hiếu nha. Ở ngoài fanpage thì cô Huyền vẫn đang bồi gốc chương 1 cho các bạn mới bắt đầu học nhá. Nhiều bạn là bảo cô là em đăng ký hơi muộn, thành ra là chương 1 em chưa có học được nhiều. Do đó là cô Huyền vẫn có bồi gốc cho các bạn. Thế còn các bạn trong group kín thì hôm nay à, hôm thứ năm này là sang amin. Và ngoài ra thì trong group kín vẫn đang học vận dụng cao este nữa, tức là song song các kiến thức mới và có bồi các bài vận dụng cao nữa nha. Rồi đấy là nói 2K4 được chưa? Thế còn 2K5 thì hiện tại trong group kín là đang tính pH. Đó. Và đang ôn rất kỹ chương 1 sự điện ly. Thế bạn nào mà mới bắt đầu học hóa 11 thì yên tâm nhé. Về đội cô Huyền học cùng các bạn trong group kín 2K5 đảm bảo theo kịp, được chưa? Câu số 9 nào các em ơi. Câu số 9 ở đây cô thấy các bạn như là Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Hạ. Comment câu số 9 là đáp án B. Rồi. Quốc Nam lớp 10 học cân bằng phương pháp thăng bằng electron rồi mà cô. Rồi đúng rồi, lớp 10 học rồi. Tuy nhiên thì cô Huyền vẫn chưa like lại cho các bạn mất gốc, thành ra là cô Huyền vẫn chưa hướng dẫn cân bằng luôn ở đây. Bởi vì là trước khi đi sang chương 2 thì cô Huyền sẽ hỗ trợ các bạn bồi gốc hóa 10 thông qua like cân bằng phản ứng oxy hóa khử cũng như làm các bài tập áp dụng định luật bảo toàn E trước khi đi vào học chương 2. Tức là học đến đâu cô Huyền có bổ trợ kiến thức cũ đến đấy cho các bạn để các bạn nhớ lại các kiến thức cũ nhé. Trong bài ngày hôm nay thì tập trung vào chương 1, do đó là cô Huyền không có nhắc lại cân bằng ở đây, được chưa? Câu số 9 nào, dãy chất vừa tan trong HCl vừa tan trong NaOH đó là gì? Rồi. Đúng rồi, 9 mình sẽ chọn B. Chọn mấy thằng lưỡng tính đúng không? Chất vừa tan trong dung dịch HCl vừa tan trong dung dịch natri hydroxit thì nó là các chất lưỡng tính, đúng chưa? Ngoài ra thì phải kể đến là có nhôm nhá. Vừa tan trong HCl vừa tan trong NaOH thì nó sẽ có các chất lưỡng tính. Ngoài ra thì có một số kim loại như là nhôm, kẽm đúng không? Đó, nhưng mà cô Huyền vẫn bảo các bạn đó là gì? Nhôm có thể tác dụng với HCl, có thể tác dụng với NaOH hay là kẽm cũng vậy, nhưng mà không có khái niệm kim loại lưỡng tính nhé. Đừng bạn nào bảo là có kim loại lưỡng tính, không có kim loại lưỡng tính. Nhớ giúp cô là không có khái niệm kim loại lưỡng tính.
không có khái niệm kim loại lưỡng tính nhá. Nhớ giúp cô cái chữ không ở đầu này, không có khái niệm kim loại lưỡng tính, được chưa? Rồi, như vậy ở đây câu số 9 mình sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án B nhá. Bạn nào mà chưa nắm được phương trình hóa học thì ở đây cô nhắc lại cho chúng ta một xíu này. Ví dụ ở đây cô lấy ví dụ cho natri hydrocarbonate nhé, bởi vì với canxi hydrocarbonate là nó tương tự. Thì các em để ý này, natri hydrocarbonate phản ứng với axit chlorhydric, vậy sẽ được gì? Natri clorua. Đây, axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối thôi, CO2 và nước nhá. Thế còn khi mà cô lai đến phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly thì cô sẽ hướng dẫn các bạn viết phương trình ion rút gọn, được chưa? Còn ở đây thì theo với tiến độ mà cô đang hướng dẫn các bạn thì đang học đến bài 3 sách giáo khoa hóa 11, do đó là chưa có học phương trình ion rút gọn nhá. NaHCO3 mà phản ứng với natri hydroxit thì đây chúng ta sẽ thu được muối trung hòa và nước, được chưa? Thế còn trong trường hợp là anh Al2O3 thì lưu ý nhá, đây là oxit lưỡng tính. Khi phản ứng với axit chlorhydric chúng ta sẽ thu được muối AlCl3 và nước. Được chưa? Cân bằng ở đây sẽ là 2 vào đây, 6 vào đây và 3 vào đây, đếm thông thường thôi. Thế còn trong trường hợp cho Al2O3 mà phản ứng với natri hydroxit thì mình sẽ thu được natri aluminat nhá. Natri aluminat. NaAlO2. NaAnO2 và nước nhá. NaAlO2 và nước, được chưa? Như vậy ở đây cân bằng thêm 2 vào natri hydroxit, 2 vào NaAlO2, được chưa? Nhá, đây là sơ sơ nhắc lại một xíu về phương trình hóa học cho các em. Rồi, Quốc Nam đã comment đấy, đó là gì? Nhôm tan trong natri hydroxit tạo natri aluminat. Rồi, Nguyễn Minh Hiếu chọn mấy chất BD, rồi bây giờ đến chất cũng cho nó thành BD hết à? Lưỡng tính hay hay các bạn tự đặt thành BD đúng không? Rồi, câu số 10 cho dãy các chất natri hydroxit, thiếc 2 hydroxit, chì 2 hydroxit, nhôm hydroxit, chrome 3 hydroxit, số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là. Nào, câu số 10, chọn chất lưỡng tính hay một số bạn gọi là chất BD ấy, thì chọn đi xem nào. Câu số 10 ở đây đáp án của chúng ta là gì đây các em nhỉ? Câu số 10 nào? Câu số 10 nào các em ơi. Comment nào, có bao nhiêu chất lưỡng tính ở đây nào? Rồi. Nguyễn Sinh Hùng 10C, Nguyễn Minh Hiếu, Phạm Lương Quốc Nam 10C, ra trường 10C. Ở đây nhá. Chất lưỡng tính gồm có thiếc 2 hydroxit, chì 2 hydroxit, nhôm hydroxit, chrome 3 hydroxit. Vậy ở đây là C. Rồi, ở đây cô thấy có bạn gì đây? Nguyễn Minh Hiếu, hình như chrome 2 hydroxit không BD, đúng rồi. Anh chrome 2 hydroxit nhá. Thì anh này là có tính bazơ chứ không có tính lưỡng tính. Đây này, chỉ có khác nhau cái chỉ số này thôi nhưng mà đặc điểm của nó khác nhau nhá. Chrome 3 hydroxit mới là chất lưỡng tính nhá. Còn chrome 2 hydroxit là không có tính lưỡng tính nhá. Khẳng định lại với các bạn đấy. Được chưa?
Câu số 10 nhá. Ok chưa? Tiếp theo câu số 11 nào các em. Câu số 11 nào các em ơi. Comment tiếp câu số 11 nào. Rồi ra trường nhầm, ok. Câu số 11 nào. Cô đã thấy các bạn comment câu 11 là B. Nào. Phạm Lương, Phạm Hạ, Quốc Nam. Bây giờ chúng ta bắt đầu sang bài tập tính toán nhá. Từ câu số 11 trở đi là mình đi sang các bài tập tính toán này. Rồi, thì từ câu số 11 này ôn tập một chút về bảo toàn điện tích nhá. Các em chú ý này. Dung dịch X chứa 0,08 mol Mg2 cộng, 0,06 mol Al3 cộng, A mol Cl trừ và B mol NO3 trừ. Cô cạn X được 20,38 gam muối khan, giá trị của A chia B là, hay là tỷ lệ của A với B là bao nhiêu ấy. Như vậy câu số 10 là bài tập liên quan đến bảo toàn điện tích. Tiếp theo các em nhìn nhá. Thấy ở đây có hai ẩn A và B. Vậy là liên quan đến lập hệ phương trình. Vậy hệ phương trình ở đây sẽ gồm những phương trình nào? Thì phương trình đầu tiên phải kể đến đó là gì? Bảo toàn điện tích. Bảo toàn điện tích thì ở đây chúng ta sẽ có tổng số mol điện tích dương chính là bằng tổng số mol điện tích âm. Bây giờ mình cùng phân tích này. Ion mang điện tích dương ở đây có hai ion này thôi, đúng không? Tổng số mol điện tích dương được xác định như sau này, lấy số mol nhân với giá trị điện tích, được chưa? Vậy thì ở đây 0,08 nhân giá trị điện tích ở đây là 2 cộng với bên này là 0,06 nhân giá trị điện tích ở đây là 3. Đó, bằng tổng số mol điện tích âm. Tổng số mol điện tích âm này, A mol Cl trừ, vậy số mol là A, giá trị điện tích là 1. Vậy thì ghi A thôi. Chú ý nhé, điện tích là 1 trừ, còn giá trị điện tích là 1, được chưa? Tiếp theo bên này này, NO3 trừ, điện tích ở đây 1 trừ, nhưng mình lấy số mol nhân giá trị điện tích, vậy ở đây là nhân với 1, được chưa? Phương trình đầu tiên, A cộng B bằng bao nhiêu? Bấm nha. 0,08 nhân 2 cộng 0,06 nhân 3. Vậy là 0,34. Đây là phương trình số 1. Tiếp phương trình số 2 chính là dựa vào dữ kiện còn lại khối lượng muối. Thì các em để ý này. Cô cạn X thu được 20,38 gam muối. Thì muối ở đây chứa các ion là Mg2 cộng, Al3 cộng, Cl trừ và NO3 trừ. Do vậy cô cạn ở đây là cô cạn vật lý.
Ở bài toán này là cô cạn vật lý tức là gì? Không có chất mới được tạo thành sau khi cô cạn nhá, chỉ có hơi nước bay đi thôi, còn không có tạo thành chất mới. Quá trình này là cô cạn vật lý nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có như sau này: khối lượng x bằng tổng khối lượng của các ion có trong x. Vậy mình sẽ có như sau này: khối lượng của Mg2 cộng được tính bằng 0,08 nhân với 24, đúng chưa? Al3 cộng 0,06 nhân với 27. Cl trừ 35,5 nhân A. N3 trừ 62 nhân B và bằng 20,38. Vậy từ đây chúng ta sẽ có phương trình thứ hai chính là gì? 35,5A cộng với 62B bằng bao nhiêu đây các em? Mười sáu phẩy tám bốn à? Và từ 1 và 2 chúng ta ra A và B chưa? Từ 1 và 2 ra A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu các em? Giải hệ phương trình xem nào. A bằng 0,16 và B bằng 0,18. Vậy suy ra A chia B bằng 0,16 chia 0,18 và bằng 8 chia 9. Như vậy là câu số 11 chọn B. Ok chưa? Câu số 11 chọn B. Ok chưa các em nhỉ? Check comment các bạn xem nào. Quốc Nam đã comment rất là chi tiết đấy. Mol nhân với trị tuyệt đối điện tích ra ion, hoặc là mol nhân với giá trị điện tích ra ion, được chưa? Thế còn khối lượng dung dịch bằng tổng khối lượng các ion tạo ra dung dịch ấy. À khối lượng, sao lại khối lượng dung dịch? Khối lượng muối tan có trong dung dịch nhá. Còn nếu như mà trong cái bài toán cô cạn ấy thì lưu ý, nếu như mà cô cạn chẳng hạn như là cô cạn mà có phản ứng hóa học xảy ra ấy, như cô cạn muối hydrocarbonate ấy, là các em phải lưu ý nhá. Được chưa? Nào đến câu số 12 nào. Rồi ra trường đã comment kết quả đấy. Đấy câu số 12 nào các em ơi. Comment đáp án câu số 12 xem là gì nào. Câu số 12. Cô Huyền vẫn đợi các bạn làm nhá. Câu số 12 nào các em ơi. Comment tiếp nào. Ra trường 12A, Nguyễn Minh Hiếu. Ra hệ phương trình, Đoàn Phương Nam 12A. Rồi, Nguyễn Minh Hiếu suy ra tổng là A. Thế thì câu số 12 này thì cô Huyền vẫn đang củng cố cho các em về bảo toàn điện tích thôi. Phân tích nhá. Có vẻ như là cô thấy các bạn đều ra là A này. Rồi, còn bạn nào đang làm dở không comment tiếp nào. Có bạn nào mà
Làm tốt bài tập à, làm tốt lý thuyết nhưng mà bài tập hơi bị đuối không, cũng comment vào đây cô xem nào. Rồi Nguyễn Minh Hiếu nhanh xíu hơn được không cô? À, cô đang dành thời gian để cho một số bạn, các bạn thử bấm xem là có ra kết quả à, như các em không. Nào câu số 12 nhá. Dung dịch ít chứa 0,08 mol Mg2 cộng, 0,08 mol Fe3 cộng, A mol Cl trừ và B mol SO42 trừ. Cô cạn X được 23,6 gam muối khan. Giá trị A cộng B là, tức là tổng của A cộng B. Thì câu số 12 này chúng ta làm cũng tương tự câu 11 nhá. Bước 1 này. Từ đây câu này tương tự câu số 11 nên cô sẽ phân tích hệ luôn nhá. Đó là mình sẽ bảo toàn điện tích. Phương trình đầu tiên là bảo toàn điện tích. Và phương trình thứ hai là dựa vào Mx bằng tổng khối lượng của các ion. Bởi vì sao? Bởi vì cái trường hợp cô cạn này không có xảy ra phản ứng hóa học nhá. Chú ý là cô cạn ở bài này. Đấy, cô cạn ở bài này không có phản ứng hóa học xảy ra. Chứ trong trường hợp nó là cô cạn muối hydrocarbonate mà các bạn lại không ghi phản ứng hóa học xảy ra mà cho khối lượng muối sau cô cạn bằng tổng khối lượng ion ban đầu là các bạn bị sai đấy. Thì nhớ nhá, ở bài này là không có phản ứng hóa học xảy ra thì mình sẽ có là tổng khối lượng của muối khan thu được chính là bằng tổng khối lượng của cái ion trong dung dịch X ban đầu này. Được chưa? Đó, cô Huyền nhấn mạnh các bạn như vậy nhá. Thế thì bây giờ mình sẽ có hệ như sau này, bảo toàn điện tích, tổng số mol điện tích dương bằng tổng số mol điện tích âm đúng không? 0,08 nhân 2, giá trị điện tích nhá, cứ nhân lần lượt vào. Cộng với đây là 0,08 nhân 3, đấy. Vậy là có tổng số mol điện tích dương, bây giờ đến âm này. A nhân giá trị điện tích ở đây là 1, vậy ghi A. B nhân giá trị điện tích ở đây là 2, vậy là 2B, được chưa? Đến cái thứ hai nhá. Khối lượng ion này, Mg2 cộng ở đây là 0,08 nhân với 24 này. Đấy. Fe3 cộng ở đây là 56 nhân với 0,08 này. Bằng bên này là 35,5A cộng với 9,16B. Đến đây thì giải hệ phương trình ra A và B rồi, đúng không nhỉ? Đó. Bây giờ thì chúng ta quen với việc nhập luôn cả cái hệ này vào phương trình chưa? Có sợ sai không? Bây giờ ghi như thế này là chúng ta cũng có thể nhập được hệ phương trình mà không sợ sai rồi đúng không? Cô xin lỗi nhé, cộng hai cái này là cộng này. Mải nói với các bạn bằng 23,6 nhá, tổng khối lượng bằng 23,6, đây là khối lượng X bằng khối lượng ion này. Đấy, mải nói với các bạn xong là quên đấy. Đấy, ghi lộn đấy. Thì nhớ này, tổng khối lượng của các ion bằng 23,6 này. Rồi 0,16 và 0,12. Như vậy A cộng B bằng 0,28. Chọn A nhá. Rồi. Câu số 12. Đáp án A. Nhá, chú ý ở đây này, tổng khối lượng X bằng tổng khối lượng các ion. Và ở đây thì cô có ghi lộn một xíu nhá. Các em chú ý này. Sửa lại nhá, bạn nào mà vừa lấy chép như thế này thì sửa lại giúp cô nha. Biểu thức của nó là như thế này nha. Đây là cộng nhưng cô lại ghi thành dấu bằng nhá. Rồi. Wow, các bạn đã học tới chương 3 rồi cô. Trời ơi, nhanh quá trời ấy. Chương 3. Carbon silic rồi. Wow. Nhanh vậy à? Lớp VIP cô Huyền mới đang học đến bài 3. Lớp học trong group kín, các bạn 2K5 học trong group kín của cô Huyền mới đang học đến bài 3 nhá. Bài 3 trong sách giáo khoa ấy, tức là bài sự điện ly của nước pH, chất chỉ thi axit bazơ. Thứ 7 này vẫn còn đang tính pH. Sang đến thứ 2 tuần sau là mới sang phản ứng trao đổi, mới bắt đầu viết phương trình ion rút gọn.
Thế mà các bạn bên ngoài đã học đến chương 3 rồi, nhanh ghê. Đang đùa à? Mấy bạn đang comment đùa à? Đùa ấy thật vậy? Nhưng mà yên tâm nhá, bởi vì là cô Huyền lại có cả các video quay sẵn bài giảng nữa. Nên bạn nào mà đã tự học đến chương 2, chương 3 rồi chẳng hạn, thì khi học cùng cô Huyền này, vừa xem live này, vừa học các video quay bảng sẵn, đó vẫn có thể học luôn được cả kỳ 2 được luôn nha. Rồi câu số 13 nào các em ơi. Rồi. Ra trường mong mấy bạn không tung hỏa mù. Rồi cô cũng đang hết cả hồn ấy. Cô thấy các bạn comment thấy các bạn học nhanh thật á. Rồi câu số 13 nào các em ơi, câu số 13 nào. Wow, Nguyễn Minh Hiếu học tới carbon thật đấy. Wow, nhanh ghê. Rồi. Thế thì bạn nào mà mới bắt đầu đang học chương 1 nha, đang đủng đỉnh chương 1 thì về luôn đội cô Huyền để đuổi kịp các bạn đã học đến chương 3 nào các em ơi. Cô Huyền mới đang dạy đến bài 3. Đang dạy đến bài 3 chương trình hóa học lớp 11 nha. Rồi. Câu số 13. Đúng rồi, Quốc Nam đấy, Quốc Nam nhớ rất là chắc kiến thức đúng không? Nước là chất điện ly vô cùng yếu, khoảng 555 triệu phân tử nước mới có một phân tử phân ly dây âm. Rồi, nhớ kiến thức chắc ghê. Nguyễn Sinh Hùng, Trần Thị Phượng Linh, 13B. Ui, câu này thực ra là câu cho điểm ấy mà. Hai câu trên chúng ta làm được rồi thì không có lý do gì câu 13 không làm được đúng không? Câu này chỉ việc bảo toàn điện tích là ra thôi. Tổng số mol điện tích dương bằng tổng số mol điện tích âm. Vậy ở đây mình sẽ có như sau này. Điện tích dương 0,01 nhân 1 cộng với 0,02 nhân 2 bằng tổng số mol điện tích âm ở đây là 0,015 nhân 2. Đây 0,015 nhân 2 cộng x. Vậy suy ra x rồi. 0,02 chọn B. Câu này quá là bình thường đối với chúng ta đúng không nhỉ? Ok, tiếp theo câu số 14. Câu số 14 này quen thuộc không? Nguyễn Minh Hiếu đã sang tới tận hữu cơ lớp 11 rồi cơ à? Đã học đến nitrobenzen rồi ấy. Hay là đang tung hỏa mù cho các bạn? Rồi, câu số 14. Câu số 14 này quen không nhỉ các em ơi? Câu số 14. Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch axit nitric 0,01m và dung dịch NaOH 0,03m thì thu được dung dịch có pH là. Câu số 14 này chính là bài toán này thuộc dạng gì đây các em nhỉ? Cô Huyền vẫn bảo các bạn là gì? Đọc đề bài. Dữ kiện nào tính toán được số mol, tính toán ra hết số mol, sau đó phân tích xem là bài toán này thuộc cái dạng gì? Thì mình sẽ dễ dàng làm được ra thôi. Câu số 14, dạng ở câu số 14 này là dạng gì đây nhỉ các em? Nào.
dạng gì đây? Đọc được dạng là làm được bài. Comment cô xem nào. Nào comment đi. Đang bắt đầu nói chuyện riêng rồi đấy. Quốc Nam 14 giờ. Rồi. Chú ý nhá, đọc đề thì chúng ta thấy rằng là gì? Trộn. Từ khóa đầu tiên là từ trộn. Đúng chưa? Từ khóa đầu tiên là từ trộn này. Sau đó chúng ta thấy này. Trộn để trộn axit với bazơ. Vậy là gì? Dạng toán tính pH của dung dịch sau trộn. Và đặc biệt đây là có phản ứng xảy ra. Tính pH của dung dịch sau trộn có phản ứng xảy ra, được chưa? Thì các em nhìn này, khi trộn những thể tích bằng nhau. Thể tích bằng nhau. Vậy bây giờ cô sẽ đặt thể tích HNO3 bằng thể tích NaOH và cô đặt là V lít đi. Được chưa? Vậy thì ở đây cô sẽ có số mol H cộng chính là bằng số mol HNO3 và bằng 0,01V nhá. Gợi ý cho bạn nào chưa biết tính pH của dung dịch sau trộn này. Bước 1. Tính số mol H cộng. Tính số mol OH trừ. Vậy số mol OH trừ ở đây chính là bằng số mol natri hydroxit và bằng 0,03V. Được chưa? Bước 2. Bạn nào mà chưa làm cái dạng này thì lưu ý này, nhớ nhá. Bước số 2 của chúng ta ở đây. Viết phương trình bản chất của phản ứng trung hòa giữa axit mạnh và bazơ mạnh chính là H cộng kết hợp với OH trừ tạo thành nước nhá. Bản chất của phản ứng. Được chưa? H cộng kết hợp với OH trừ để tạo thành nước. Vậy các em đặt vào nhá. H cộng ở đây là 0,01V. OH trừ là 0,03V. Nhìn vào đây, thấy ngay cái gì dư? OH trừ dư. Tỷ lệ phản ứng là 1:1. Vậy thì số mol của OH trừ dư ấy được tính chính là bằng số mol OH trừ ban đầu trừ đi số mol H cộng ban đầu, bởi vì tỷ lệ phản ứng ở đây là 1:1 nhá. Vậy là 0,03V trừ đi 0,01V bằng 0,02V. Đây là có mol dư rồi. Vậy bây giờ để tính được pH thì chúng ta phải tính nồng độ của OH trừ dư, đúng không? Thì nồng độ OH trừ dư được tính bằng số mol là 0,02V chia cho thể tích. Nhưng chú ý nhé, thể tích sau trộn. Vậy thể tích sau trộn chính là được tính bằng, cô ghi là tổng thể tích nhá. Vậy tổng thể tích sau trộn chính là bằng thể tích của HNO3 cộng với NaOH là 2V. Vậy đây là 0,01, được chưa? Vậy bây giờ thay vào thôi, pH ở đây có nồng độ OH trừ, đúng chưa? Thì pH bằng 14 cộng logarit nồng độ OH trừ dư. Vậy bằng 12. Chọn D. Nhá. Bạn nào đuối phần này thì chú ý nha. Đuối phần này thì lưu ý nha. Được chưa? Ok chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục với câu số 15 nha các em. Câu chốt trong buổi học ngày hôm nay. Câu số 15 nào. Câu số 15 nào các em ơi. Rồi, Quốc Nam câu 14. Các bạn làm phương pháp 3 dòng thì dễ lắm. Đúng rồi, tuy nhiên thì ở đây làm sao Quốc Nam ơi, có nhiều bạn ở trong lớp học của cô Huyền là các bạn chưa từng tiếp cận cái phần này, nên là cô còn phân tích kỹ ra một chút cho các bạn nhá. Sau khi mà các bạn đã nắm chắc rồi, đã bắt đầu tiếp cận nhiều rồi, thì bây giờ cô Huyền sẽ hướng dẫn các bạn làm nhanh theo hình thức trắc nghiệm, được chưa? Câu số 15 là các em ơi, câu chốt trong buổi học ngày hôm nay nào. Câu số 15.
15 Nguyễn Sinh Hùng 15C. Nguyễn Sinh Hùng 15C, còn các bạn khác thì sao nhỉ? Gia Trường 15B. Câu 15 này mỗi bạn một ý rồi. C, B đây, chốt cho cô xem nào. Nguyễn Sinh Hùng là C mà Gia Trường thì là B. Nào. Comment chốt đi cho cô xem nào. Nào. Cô vẫn đang chờ các bạn chốt comment đi xem nào. Câu số 15, câu chốt nào. Đáp án cuối cùng mà câu số 15 này là gì đây? Cô vẫn đang chờ các bạn comment nha. Nào, chốt đi xem nào. Bây giờ câu số 15 bạn thì B, bạn thì C, thì chắc chắn là có một bạn sai rồi. Ồ, Nguyễn Minh Hiếu trong sách giáo khoa khóa 12 nâng cao ấy, có ghi mà. Rồi ra trường chốt là 15B. Nguyễn Minh Hiếu chưa mua. Rồi, lát nữa coi inbox nha. Nói ở đây lại làm các em 2K5 nó dối. Minh Hiếu là 2K4 đúng không? Rồi. Ok, câu số 15 chữa nhá, xem là B là C này, xem là chúng nó có đánh nhau không, tại vì là bạn thì chọn B, bạn thì chọn C. Nguyễn Sinh Hùng. Em không dám chốt, nhỡ sai tiếp như câu 14, rồi lát nữa con sẽ inbox Minh Hiếu nha. Rồi. Trời ơi, chưa dám chốt thì chưa phải học sinh cô Huyền rồi. Cô Huyền bảo làm sao học hóa với cô Huyền, mặt phải dày lên cơ mà. Trời ơi. Ok. Ủa Minh Hiếu 2K5 học song song chương trình hóa 12 phải không? Câu số 15 này, trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08m và H2S4 0,01m với 250 ml dung dịch natri hydroxit AM, thu được 500 ml dung dịch có pH bằng 12. Giá trị của An là câu này nhá, lát nữa kiểm tra lớp VIP của cô Huyền mà sai cái câu này là phạt, phạt tới bến luôn nhá. Rồi các em để ý này, đây là bài toán gì? Đầu tiên là mình phải xét dạng của nó trước. Vậy dạng ở đây là gì? Bài toán ngược. Hôm trước live VIP cô Huyền đã phân tích rồi đấy. Đây chính là bài toán ngược của trộn axit mạnh với base mạnh nha. Cô Huyền vẫn bảo rồi, các bạn học trong group kín ấy, cô Huyền phân tích kỹ lưỡng cho các bạn nhận dạng. Đi thi các bạn không thể sai được, được chưa? Bây giờ bạn nào group VIP mà sai nhé, lát nữa là cô sẽ phạt nhá. À, Nguyễn Sinh Hùng, cô đọc comment em mà cô lại nói Minh Hiếu rồi, lộn chưa? Quốc Nam chốt là 15B. Hoàng Hợi 15B, rồi. Ra trường 15B sai chặt cu, trời ơi, ra trường ơi là ra trường. Comment ác thế. Đến lúc gì rồi mà sai thật thì làm nào? Nhưng mà chắc là câu này nó khẳng định mạnh mẽ vậy, chắc là không sai đúng không? Rồi.
Phân tích này. Bài toán ngược của trộn axit mạnh với bazơ mạnh nha. Bước 1, tính số mol H cộng và số mol OH trừ ra. Vậy đầu tiên số mol H cộng này, HCl chất điện ly mạnh rồi, H2S4 là chất điện ly mạnh rồi. Vậy thì số mol H cộng bảo toàn hydro thôi, chính là bằng số mol HCl cộng với 2 lần số mol H2SO4. Vậy thay vào nhá, 0,25 nhân với 0,08 cộng với bao nhiêu? 2 nhân 0,25 nhân 0,01. Và các bạn comment ra đây cho cô xem là số mol H cộng bằng bao nhiêu. Comment ra đây xem là số mol H cộng bằng bao nhiêu. 0,025 đúng không? Rồi Nguyễn Sinh Hùng, ôi không. Trần Diễm 15B cô ơi. Rồi câu số 15 này thì chắc chắn là Sinh Hùng lát nữa là bị phạt nhé Sinh Hùng nha. Câu này đáp án của chúng ta chính là B đấy. Và bây giờ cô sẽ phân tích cho những bạn mà chưa làm được hoặc là các bạn đã làm được rồi, để chúng ta sẽ xem rằng là mình có làm giống như cô không nhá. Được chưa nhỉ? Rồi. Tính xong số mol H cộng chưa? Sau khi tính xong số mol H cộng, mình sẽ đi tính số mol OH trừ đúng không? Số mol OH trừ ở đây chính là bằng số mol natri hydroxit và là bao nhiêu? 0,25A đúng không? Chú ý là chúng ta phải đổi về lít đúng không nhỉ? Chú ý là millilit chúng ta phải đổi về lít nhá. Được chưa? Sau khi tính xong số mol H cộng và số mol OH trừ rồi thì mình sẽ làm gì nhỉ các em? Sau khi tính xong số mol H cộng và số mol OH trừ rồi mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Thì các em nhìn này. Viết phương trình và đặt các số mol vào phương trình thì nhớ nhá, bản chất là H cộng kết hợp với OH trừ để tạo thành nước. Đấy, nhiều bạn thì có inbox với cô là cô ơi chậm chậm thôi, em chưa ghi kịp. Vậy đây cô sẽ viết chậm lại cái câu số 15 này nhá. Thế thì ở đây H cộng là 0,025. OH trừ là 0,25A. Được chưa? Thế thì các em nhìn này. Đề bài cho là sau phản ứng thu được dung dịch có pH bằng 12. Vậy pH bằng 12 thì suy ra là cái gì dư? pH bằng 12 suy ra cái gì dư đây các em? Comment cô xem nào. pH bằng 12 thì H cộng dư hay là OH trừ dư? À, mình có là gì? Môi trường bazơ là môi trường có pH lớn hơn 7. Vậy pH bằng 12 là lớn hơn 7. Đúng chưa? Lớn hơn 7. Vậy môi trường bazơ. Do đó ở đây là OH trừ dư. Nhá. Và mình có số mol OH trừ dư được tính. Đây. Chính là bằng số mol OH trừ trừ đi số mol H cộng, 0,25A trừ đi 0,025. Được chưa? Và theo bài ra là pH bằng 12 thì chúng ta xác định được OH trừ dư là bao nhiêu không? Thì các em chú ý nhá, nháp ra đây một chút này. P
pH mà bằng 12 thì suy ra là nồng độ H cộng chính là bằng 10 mũ trừ 12. Vậy nồng độ OH trừ dư ở đây chính là bằng 10 mũ trừ 14 chia cho 10 mũ trừ 12 và bằng 10 mũ trừ 2. Đây là đang nháp phân tích ra cho các bạn nhá. Vậy thì mình có là số mol OH trừ dư được tính bằng nồng độ là 10 mũ trừ 2 nhân với thể tích, thì chú ý nhá, thể tích là sau trộn 0,5. Vậy 10 mũ trừ 2 mà nhân với 0,5 là bao nhiêu? Năm nhân 10 mũ trừ 3 đúng không? Vậy đây, tính theo A thì nó là cái này. Tính theo pH sau khi trộn là nó bằng như thế này. Vậy từ đây có phải là mình sẽ có là 0,25A trừ đi 0,025 chính là bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3, đúng chưa? Vậy từ đây suy ra A chưa? A là bằng 0,12. Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây chính là đáp án B nhá. Được chưa? Đáp án B nha các em. Nguyễn Sinh Hùng, ôi không, em chưa chuyển ra mon. Đấy, đi thi mà em chưa chuyển ra mon là em sai mất rồi, còn đâu nữa. Rồi, như vậy là trong buổi học ngày hôm nay thì cô đã cùng các em giải quyết xong 15 câu nhá. Và ôn lại cho chúng ta một xíu về trương sự điện ly cũng như là tính pH. Và lưu ý với các em đó là khóa học trong group kín của cô Huyền thì vẫn đang tuyển sinh. Và từ 25 tháng 8 cho đến 30 tháng 8 thì hỗ trợ còn 800.000 một năm nhá. Lớp học trong group kín thì quyền lợi là các video clip, các video live đều được lưu để xem lại nhá. Các video đều được lưu để xem lại khi cần này. Có nhóm chat để trao đổi học tập, thúc đẩy học tập này, có tài liệu học này. Ngoài ra cô Huyền có tặng kèm khóa quay bảng gồm gần 70 video full lý thuyết và dạng bài trọng tâm cho các bạn nhé. Quan tâm học cùng cô Huyền trong group kín thì inbox trực tiếp fanpage, chính là cái page like này nha, để được hỗ trợ, được chưa? Như vậy buổi học của chúng ta ngày hôm nay thì đến đây tạm dừng rồi. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau nha.